Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tại Hà Nội, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiến hành ngày làm việc thứ 3 và phiên bế mạc. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu bế mạc hội nghị. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường bầu bổ sung hai đồng chí ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bao gồm đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Đinh Văn Cường, Vụ trưởng Vụ địa bàn 1, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031 và bổ sung quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận của Trung ương tại hội nghị. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng thảo luận cho ý kiến về chủ trương đối với đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương và họp phiên bế mạc. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua nghị quyết hội nghị Trung ương 10. Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 9 năm 2024, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 làm việc tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước Cộng hòa Cuba. Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương và làm việc tại Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới. Đây cũng là lần đầu tiên một Tổng Bí thư Chủ tịch nước ta tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Với 150 người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước thành viên Liên Hợp Quốc dự kiến tham dự, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ cùng rà soát, tìm các cách thức hữu hiệu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững cho đến năm 2030, đề ra các định hướng lớn về phát triển cho giai đoạn tới. Tại Liên Hợp Quốc, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đem tới những thông điệp lớn, quan trọng, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Đây cũng là dịp để Việt Nam một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như là trên thế giới. Quan hệ Việt Nam-Liên Hợp Quốc sau gần 50 năm tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Việt Nam ngày càng tham gia chủ động, tích cực, đóng góp thực chất sâu rộng trên các lĩnh vực của Liên Hợp Quốc như gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển, đã và đang đảm nhiệm thành công nhiều vị trí quan trọng tại Liên Hợp Quốc, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho tiến trình hợp tác khu vực và toàn cầu. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các cuộc tiếp xúc song phương quan trọng với lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu tại sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và một năm nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, cũng như các cuộc tiếp xúc làm việc với sự tham gia của các quan chức, doanh nghiệp, chuyên gia, học giả hàng đầu của Hoa Kỳ. Chuyến công tác làm việc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện và đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ vào năm 2025. Đây là dịp quan trọng để hai bên cùng nhìn lại những cái thành tựu và cái khuôn khổ quan hệ mới mang lại, đồng thời thảo luận về những cái định hướng và biện pháp lớn để tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, ổn định, thực chất quan hệ trong nhiều năm tới. Hai bên cũng sẽ tiếp tục bám sát những cái nguyên tắc nền tảng trong quan hệ hai nước, bao gồm việc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và tôn trọng cái thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau, củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và lòng tin chiến lược, đảm bảo cái nguyện vọng của nhân dân hai bên để mà đóng góp được cái tích cực và hơn nữa cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực cũng như là trên thế giới. Sau một năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Hai bên tăng cường trao đổi tiếp xúc, đặc biệt tiếp xúc cấp cao, đồng thời khởi động thành công các cơ chế đối thoại mới. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 8, thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn thứ 6 của Hoa Kỳ. Sở
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức tọa đàm về dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm phục vụ việc tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới đây. So với dự thảo luật chính phủ trình, dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được tiếp thu chỉnh lý giảm 4 điều, còn 61 điều. Với các nội dung tập trung trong các chương trình về phòng cháy chữa cháy, về cứu nạn cứu hộ, xây dựng bố trí lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý nhà nước. Trên tinh thần trách nhiệm, cởi mở, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã thống nhất về sự cần thiết của luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thẳng thắn đóng góp, trao đổi về các nội dung của dự án luật, theo hướng tháo gỡ những khó khăn hiện tại, tăng cường tính xã hội hóa, tăng cường nguồn lực với mục tiêu an toàn để phát triển. Dự kiến, dự án luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ được tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội cho ý kiến, xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tới đây. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trung đoàn 600, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh và đón nhận huân chương chiến công hạng 3. Trung đoàn 600 chính thức ra đời trong những ngày quân và dân ta vừa giành thắng lợi trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, lập lại hòa bình và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tiểu đoàn 600 năm xưa, tiền thân của Trung đoàn 600 ngày nay, ngoài niềm vinh dự to lớn được Bác Hồ đặt tên, còn được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về tiếp quản thủ đô, cũng như bảo vệ các địa bàn, các mục tiêu trọng điểm công khai sau khi giải phóng thủ đô Hà Nội. Trải qua 70 năm xây dựng và chiến đấu, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, lực lượng cảnh vệ nói chung và Trung đoàn 600 nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, phát triển về mọi mặt. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 600 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3 về thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn khu vực trung tâm chính trị Ba Đình. Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 06, trong đó Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ triển khai thí điểm học bạ số trong tháng 6 năm 2024, triển khai toàn quốc từ năm học 2024-2025. Đây là nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trong toàn ngành giáo dục, thúc đẩy phát triển xã hội số, góp phần triển khai có hiệu quả đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội là đơn vị tiên phong trong cả nước triển khai thí điểm học bạ số. Bắt đầu từ tháng 4 đến cuối tháng 7, số học bạ được ký số trên tổng số học sinh tiểu học đạt 97,6%, dẫn đầu toàn quốc về kết quả triển khai học bạ số cấp tiểu học. Để làm rõ hơn nội dung này, trong tiểu mục đề án 06 ngày hôm nay, biên tập viên Linh Chi sẽ có phần trình bày cụ thể. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, việc triển khai học bạ số là nhiệm vụ lớn của toàn ngành giáo dục và Hà Nội là địa phương đi đầu trong việc triển khai thí điểm học bạ số. Với 100% trường tiểu học trên địa bàn đã được trang bị đầy đủ máy tính kết nối Internet, cán bộ vận hành hệ thống quản lý giáo dục chuyên ngành và cơ sở dữ liệu giáo dục đào tạo. 100% giáo viên nhân viên các trường học đều có thể tham gia sử dụng hệ thống quản lý thông tin giáo dục chuyên ngành, dữ liệu về học sinh. 94,64% giáo viên, nhân viên các trường tiểu học đã được trang bị chữ ký số cá nhân. Và ghi nhận trong một thời gian ngắn triển khai thí điểm, ngành giáo dục thủ đô đã đạt được 97,6% sổ học bạ được ký số. Hiệu quả bước đầu triển khai học bạ số trong các nhà trường cũng đang dần được khẳng định. Giáo viên giảm được áp lực giấy tờ sổ sách, góp phần cải cách hành chính, đặc biệt là tăng tính công khai minh bạch trong đánh giá, xếp loại học sinh. Cô giáo Vũ Thu Trang đang nhanh chóng giả lại thông tin học sinh từ trang tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo nguồn dữ liệu đúng, đủ, sạch khi bắt đầu làm học bạ số cho học sinh lớp 1. Hồ sơ của các bạn lớp 1 đã được chuyển tiếp từ trên hệ thống từ mầm non và lên trên cấp tiểu học. Và các cô giáo lớp 1 thì sẽ có nhiệm vụ là rà soát lại toàn bộ thông tin của học sinh. Nếu như mà có nhầm lẫn hoặc sai sót thì các cô sẽ chỉnh sửa thông tin cho học sinh. Năm học 2023-2024, học bạ số đã được triển khai hiệu quả ở cấp tiểu học trên địa bàn quận Hoàng Mai. 100% giáo viên đã được cấp chữ ký số. Toàn bộ học sinh khối 2, 3, 4, 5 đã được ký thành công học bạ số trên cơ sở dữ liệu.
từ đó góp phần giảm áp lực về hồ sơ sổ sách cho giáo viên, tiết kiệm kinh phí, thời gian trong việc in ấn học bạ. Nó góp phần làm giảm được cái áp lực về hồ sơ sổ sách cho cán bộ quản lý và giáo viên. Bên cạnh đó thì cái việc mà lưu trữ ấy thì rất là thuận tiện và khoa học, và đặc biệt là tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí cũng như là thời gian trong cái việc in ấn học bạ. Ngay từ tháng 8 của năm 2023 thì chưa có cái kế hoạch triển khai thí điểm học bạ số, thì nhà trường đã triển khai với nội dung số hóa hồ sơ. Và đến thời điểm đầu tháng 9 thì 100% cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường đã được cấp chữ ký số. Thế cho nên đến khi triển khai thí điểm học bạ số vào tháng 5 thì nhà trường đã có một cái điều kiện tiên quyết để triển khai thành công. Và đến thời điểm kết thúc của thực hiện thí điểm học bạ số thì nhà trường đã triển khai thành công với tất cả từ học sinh lớp 1 đến lớp 4 đảm bảo 100% học bạ số đã được ký duyệt thành công. Đang có con học lớp 3, chị Thu rất vui mừng khi học bạ số giúp chị nắm được kết quả học tập của con một cách nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, tính công khai minh bạch của học bạ số sẽ góp phần tích cực vào ngăn chặn bệnh thành tích của giáo dục. Và em cũng theo em được biết ý, thì trong cái quá trình này thì sẽ sử dụng học bạ số này để thì có sự giám sát của nhà trường cũng như là các sở ban ngành phía trên, và việc can thiệp vào cái vấn đề sửa đổi hay như thế nào nó sẽ có một cái sự truy vết lại và chúng ta sẽ có lịch sử chỉnh sửa, nên là em thấy là cái này nó có một sự là minh bạch, khách quan và công khai và nâng cao được cái hiệu quả trong giáo dục. Nhờ có học bạ số, mọi thông tin của học sinh được lưu trữ chính xác và có hệ thống, giúp giáo viên tra cứu thông tin học sinh một cách nhanh chóng. Đặc biệt, học bạ số còn tích hợp với hệ thống liên lớp, liên cấp ở cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo. Sản phẩm học bạ số mang tính xã hội cao, liên quan đến hàng triệu học sinh, giáo viên và ngành giáo dục thủ đô đang từng bước triển khai thành công, hiệu quả. Với việc triển khai thí điểm học bạ số, giúp tăng cường tính minh bạch, tính hệ thống trong dữ liệu, tiết kiệm kinh tế. Bên cạnh đó, cũng đã cung cấp lên hệ thống dữ liệu quốc gia gắn với hồ sơ công dân, được quản lý minh bạch, liên thông, góp phần trong chuyển đổi số quốc gia. Trong năm học 2024-2025, ngành giáo dục thủ đô phấn đấu triển khai học bạ số tại tất cả các trường phổ thông. Trường Trung học cơ sở Phú Cường, quận Hà Đông. Công tác triển khai học bạ số được nhà trường đặt mục tiêu cần hoàn thành trong năm học 2024-2025. Hiện toàn bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã được cấp chữ ký số, công tác tập huấn đã hoàn thành. Chúng tôi đã triển khai tới giáo viên tất cả các bước để có thể thực hiện. Riêng đối với cái học bạ số ấy thì sẽ thực hiện là ký trên học bạ đấy thì nó phải vào thời điểm là cuối học kỳ và cuối năm. Chúng tôi đã chuẩn bị các cái điều kiện để thực hiện được. Tôi chắc chắn là học kỳ 1 của năm học này là chúng tôi có thể hoàn thành được. Cùng với hiệu quả của học bạ số cấp tiểu học, đây là cơ sở dữ liệu để thực hiện thành công học bạ số ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trong thời gian tới trên địa bàn Hà Nội. Công tác chuyển đổi số về học bạ số trong giáo dục khối tiểu học đã đạt kết quả bước đầu rất là khả quan. Chúng tôi đã đạt được 97,6% số lượng của các em học sinh làm cái nội dung này. Và đây cũng là một cái nhân tố, là một cái nền tảng, một cái điều kiện cơ sở để chúng tôi tiếp tục triển khai đối với cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông. Với việc triển khai thí điểm học bạ số, ngành giáo dục và đào tạo đã cung cấp lên hệ thống quốc gia dữ liệu gắn với hồ sơ công dân, được quản lý minh bạch, liên thông, góp phần trong chuyển đổi số quốc gia. Năm học 2024-2025, Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.913 trường học, gần 2,3 triệu học sinh và gần 130.000 giáo viên. Với việc triển khai thành công chương trình học bạ số, không chỉ giúp giảm bớt khối lượng công việc hành chính cho các thầy, các cô, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, giúp thay đổi toàn diện cách thức dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục. Và đến đây, phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lâm Sĩ Tiếng, nguyên nhân viên hợp đồng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Sai phạm của Lâm Sĩ Tiếng được xác định trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023 khi ông công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Mỹ. Ông Tiếng đã có hành vi bồi thường hỗ trợ không đúng đối tượng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền là hơn 2 tỷ đồng. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khám xét chỗ ở, nơi làm việc của ông Tiếng. Liên quan đến vụ án, tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cũng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Việt Đức, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý ông Lê Văn Thanh, trú tại tỉnh Đồng Nai về hành vi vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai. Trước đó, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Đường Thủy Long Hưng tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Đồng Nai. Khi đến km số 6 đoạn qua xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, thì phát hiện phương tiện tàu gỗ DN0537 do ông Thanh điều khiển trên khoang có khoảng 2 mét khối cát nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, ông Thanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện, chứng chỉ chuyên môn và giấy tờ của phương tiện, nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác đang trở thành vấn đề nhức nhối trong đời sống hàng ngày. Nhiều người dùng thì thường xuyên bị làm phiền bởi các tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo không mong muốn ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Và trước tình trạng này, thì Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tăng cường các biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn các cá nhân tổ chức phát tán tin nhắn rác cũng như cuộc gọi rác. Anh Nguyễn Thanh Bình là người nhận được rất nhiều cuộc gọi tư vấn về chứng khoán, bất động sản, thậm chí du lịch, vui chơi, dù anh không hề có nhu cầu. Quá bức xúc vì bị làm phiền, anh đã liên hệ đến đầu số 5656 và 156 của Bộ Thông tin và Truyền thông để phản ánh. Những cái cuộc gọi rác thì gần như là thường xuyên, như bản thân số điện thoại của tôi thì là dùng lâu năm rồi. Nên là cũng không hiểu là tại các đơn vị bán số hay là như thế nào, nhưng mà bây giờ là ngày nào cũng bị gọi. Và mỗi ngày thì có những ngày lên đến cả chục cuộc cơ. Thì thời gian đầu thì mình cứ tin tưởng nó là của đơn vị chính thống như là ngân hàng, công an hay là bất động sản. Nhưng về sau thì trong cái số đó nó thấy là tình trạng lừa đảo rất là nhiều. Thì mình chặn nó lại gọi người số khác. Theo số liệu từ Cục An toàn Thông tin, trong nửa đầu năm nay, hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác qua đầu số 5656 và 156 đã nhận được gần 480.000 phản ánh của người sử dụng. Đặc biệt có 1.493 phản ánh liên quan đến tên định danh, chiếm 0,35% trên tổng số phản ánh. Các cái cuộc phản ánh cuộc gọi rác đó thì tập trung chủ yếu vào quảng cáo bất động sản hay là khu du lịch nghỉ dưỡng. Cũng có các cái phản ánh liên quan đến việc đòi nợ của các cái khoản vay tín dụng hoặc là mời chào tham gia các cái hình thức cá cược hay là cờ bạc online. Thậm chí có những cái phản ánh liên quan đến cả việc giả mạo các cái cơ quan chức năng hay là các cái đơn vị tổ chức để thực hiện lừa đảo. Cục An toàn Thông tin nhận định rằng là hiện nay thì về sim giác thì vẫn còn tồn tại, nên là các cái hiện tượng liên quan đến cuộc gọi rác thì vẫn còn nhiều. Tổ chống thư rác Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông thống kê, trung bình mỗi tháng có gần 250 phản ánh liên quan đến tên định danh bị phát tán tin nhắn cuộc gọi rác. Để giải quyết vấn đề này, Cục An toàn Thông tin đã làm việc với 40 đơn vị sở hữu tên định danh bị phản ánh. Trong số này, 32 đơn vị đã phải giải trình và thừa nhận sai phạm. Đáng chú ý, 21 trên 32 đơn vị đã thực hiện khắc phục các vi phạm, chấm dứt việc phát tán tin nhắn và cuộc gọi không mong muốn. Cục An toàn Thông tin cũng đã mạnh tay thu hồi 6 tên định danh của các đơn vị vi phạm, bao gồm 4 tên định danh của Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thông tin Quốc tế ITS và 2 tên định danh của Công ty Cổ phần Power Membership Card. Đồng thời, tổ chức của 2 đơn vị vi phạm khác cũng đã được chuyển sang thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xử lý hành chính. Trong thời gian tới thì Cục An toàn Thông tin cũng sẽ tiếp tục tăng cường các cái biện pháp mà rà soát, tổ chức rà soát cũng như là kiểm tra, chấn chỉnh lại các cái hoạt động liên quan đến cuộc gọi rác để đảm bảo được các cái
vấn nạn này không còn nhức nhối trong người dân nữa. Cục An toàn Thông tin khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tăng cường xử lý, xử phạt nghiêm những hành vi phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác, đồng thời kêu gọi các nhà mạng nâng cao trách nhiệm trong việc kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác. Tính đến 11 giờ trưa ngày 20 tháng 9 tại tỉnh Quảng Bình, mưa lớn đã khiến nước trên các sông, đặc biệt là sông Danh dâng cao, gây ngập lụt chia cắt 37 thôn bản với 600 hộ bị ngập từ 0,5 đến 4 mét. Trong đó, huyện Quảng Trạch 35 hộ bị ngập, huyện Quảng Ninh 4 bản bị chia cắt, huyện Tuyên Hóa 10 thôn bị chia cắt với 37 hộ bị ngập. Đặc biệt, huyện Minh Hóa có 23 thôn bị chia cắt với 538 hộ bị ngập. Trong đó, ngập sâu nhất là xã Tân Hóa với 428 hộ bị ngập từ 1,5 đến 2 mét. Riêng tại hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa, hàng trăm nhà dân đã bị ngập sâu trong nước. Tại vùng rốn lũ Tân Hóa, huyện Minh Hóa, mưa lớn cũng đã khiến hơn 420 nhà dân bị ngập sâu từ 0,5 đến 2 mét. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nhà phao để tránh lũ an toàn. Lương thực thực phẩm cũng đã được người dân dự trữ sẵn, có thể dùng được trên 5 ngày trong trường hợp lũ lên cao. Hiện tại người dân xã Tân Hóa không còn cảnh sơ tán lên núi hoặc đối diện với việc mất tài sản do thiên tai nhờ nhà phao. Với mô hình nhà phao này, người dân có thể dễ dàng sơ tán tại chỗ, chuẩn bị cho mùa lũ một cách chủ động hơn. Vào ngày 19 tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại vụ lúa hè thu do thời tiết bất thường. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu, vụ lúa hè thu năm nay có hơn 12.600 ha bị đổ ngã, diện tích thiệt hại dưới 30% là hơn 2.200 ha, thiệt hại từ 30 đến 70% là gần 7.800 ha, diện tích thiệt hại từ 70% trở lên là 2.650 ha và có 216 ha diện tích lúa mất trắng không thể thu hoạch. Dù nông dân đã tập trung thu hoạch nhưng do mưa liên tục trong những ngày qua đã khiến cho diện tích lúa đổ và nhiều diện tích phải chịu mất trắng do lúa mọc mầm. Chia sẻ với những mất mát thiệt hại của nhà nông, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu mở các cống tiêu thoát nước, chống úng để bảo vệ sản xuất, tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, cảnh báo về mưa lớn để người dân chủ động ứng phó giảm thiệt hại, đồng thời khẩn trương huy động máy gặt đập liên hợp để đến hỗ trợ người nông dân tập trung thu hoạch dứt điểm các trà lúa hè thu còn lại sớm nhất có thể, không chờ thương lái đến mua mới thu hoạch. Thưa quý vị, trong tháng 9, cơn bão số 3 đi qua không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và nhân dân, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Hiện nay, thì các ngành chức năng và nhân dân tại tỉnh Sơn La đang khẩn trương triển khai các biện pháp chăm sóc phục hồi diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng sau mưa bão. Và sau đây sẽ là ghi nhận tại huyện Mộc Châu của tỉnh Sơn La. Là xã có diện tích rau màu bị thiệt hại nhiều nhất của huyện Mộc Châu với trên 50 hectare. Chủ yếu là diện tích trồng cà chua, bắp cải, dâu tây. Ngay sau khi nước rút, xã Đông Sang đã tuyên truyền đến các hộ dân chủ động vệ sinh đồng ruộng, khôi phục phần diện tích có thể phục hồi. Đối với diện tích rau màu bị thiệt hại nặng, không có khả năng phục hồi, ngay sau khi nước rút, nông dân các xã đã tiến hành thu gom để tiêu hủy, đồng thời tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động chuẩn bị đất để gieo trồng lại. Ủy ban xã đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác đến các bản tiểu khu thống kê lại các cái tổng diện tích thiệt hại và tuyên truyền vận động người dân là chủ động xuống giống lại tất cả các diện tích mà bị hư hại hoàn toàn. Thì hiện tại nhà mình có thiệt hại khoảng 7.000 đất trồng cây nông nghiệp với là cây cà chua. Còn nếu mà không bị bão lũ như này thì dự tính gia đình cũng thu được khoảng tầm 750 triệu. Sau khi nước rút đi thì gia đình cũng cải tạo đất để trồng cây cải bắp vào để phục hồi sau lũ. Không chỉ có lúa và rau màu bị ảnh hưởng, bão số 3 cũng làm thiệt hại một số diện tích cây công nghiệp, cây ăn quả trên địa bàn huyện. Tại thung lũng Mận Nà Ca, rộng hơn 100 hectare của thị trấn Nông Trường Mộc Châu, sau đợt mưa bão đã có gần 20 hectare mận và cây lương thực ngắn ngày bị ngập úng. Năm nào cũng bị ngập, thì nói chung là bị ảnh hưởng đến cái cây ngắn ngày, cũng như là cây mận ở trong cái khu vực mà thường xuyên mà cứ hay bị ngập. Cái cây mận với cây này là nó cũng chết mòn chết dần đi. Nhà nước xem xét là thế nào để khắc phục, thế nào để
hỗ trợ những cái mận mà nó chết dần chứ mà nó không chết ngay đâu. Nhưng mà vài tháng sau nó vàng lá chết, năm nay không chết sang năm chết. Thì hiện nay thì đã chỉ đạo trung tâm kỹ thuật nông nghiệp là tăng cường hướng dẫn bà con là cái việc mà phòng chống dịch bệnh, phòng chống cái sâu bệnh. Đối với những cái diện tích mà nó có khả năng phục hồi được thì sẽ tăng cường các biện pháp kỹ thuật để làm sao mà khôi phục nhanh cái sản xuất. Còn đối với những cái diện tích mà thiệt hại nặng không phục được thì đảm bảo là chúng tôi đã có cái chỉ đạo là cái việc mà đẩy nhanh cái việc làm đất để làm sao mà kịp thời vụ cho cái việc sản xuất, làm sao mà cái khung thời vụ nó đảm bảo nhất. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng, cùng sự chủ động của người dân, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mộc Châu nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung, kỳ vọng sẽ sớm được phục hồi, đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong những tháng cuối năm. Cục Hàng không Việt Nam vừa đưa ra con số chuyến bay khai thác và tỷ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không nước ta trong 8 tháng của năm nay. Cụ thể, tính bình quân chung tỷ lệ cất cánh đúng giờ của các hãng hàng không chỉ đạt 74%. Như vậy, số chuyến bay chậm cũng chiếm tỷ lệ khá cao với 26%, tương đương 45.889. Trong số đó, máy bay về muộn là nguyên nhân chính với tỷ lệ là 15,6% và hãng hàng không là chiếm tỷ lệ 7,6%. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi thông tin giá cả tiêu dùng sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây. Giá tiêu hôm nay trong khoảng 148.500 đến 151.000 đồng một kg, tăng 500 đến 2.000 đồng một kg so với cùng thời điểm hôm qua. Nông dân vẫn kỳ vọng giá tiêu sẽ tăng cao hơn. Như vậy, sau 3 ngày giảm liên tiếp của thị trường trong nước mất đến 5.000 đồng một kg, giá tiêu đã phục hồi nhẹ. Hiện lượng hàng tồn kho của Việt Nam còn khoảng 30%, tương đương 50.000 đến 55.000 tấn. Nếu trước bão số 3 và mưa lũ, một bó rau muống trên địa bàn thành phố Hà Nội có giá khoảng từ 5 đến 10.000 đồng, nhưng nay lên tới 20 đến 30.000 đồng và chưa có dấu hiệu giảm do nguồn cung vẫn khan hiếm. Không chỉ rau muống, rau mồng tơi hiện nay có giá đến 20.000 đồng một bó 500 gram, rau cải 40.000 đồng một kg, bắp cải 25.000 đến 30.000 đồng một kg. Các loại rau thơm như là mùi, hành lá 100 đến 200.000 đồng một kg. Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, các quầy bánh trung thu của những thương hiệu lớn đều treo biển hạ giá như đại hạ giá, mua một tặng một, giảm giá 50% với mức giá cực rẻ, thậm chí bằng 1/3 so với trước giảm. Tuy nhiên, bánh trung thu là sản phẩm có hạn sử dụng ngắn, vì vậy người dân cần hết sức thận trọng khi mua bánh trung thu cận Tết, cần kiểm tra kỹ chất lượng, hạn sử dụng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính bản thân và gia đình. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố Hồ Chí Minh để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương Nam. Kính chào quý vị đang theo dõi Kinh tế phương Nam. Thưa quý vị, thời gian qua live stream bán hàng trên các nền tảng như là Facebook, TikTok đã trở thành xu hướng. Từ đó thì dịch vụ bán mắt xem ảo live stream trên nền tảng này cũng đã nở rộ nhưng đi kèm với nhiều rủi ro. Theo tìm hiểu các dịch vụ cam kết trong trường hợp tụt mắt xem hoặc không tăng dần trong vòng 5 phút đầu kể từ khi livestream thì khách hàng sẽ được chạy bù. Khách hàng phải mua tối thiểu từ 100 mắt và tối đa có thể lên đến 100.000 mắt xem cùng lúc. Cách tính giá tăng mắt xem livestream trên TikTok là tổng tiền bằng số lượng mắt xem nhân với thời lượng xem, số phút nhân với đơn giá mỗi mắt. Đáng chú ý, khách phải chuyển khoản trước khi livestream, mọi trao đổi đều diễn ra qua ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, một số kênh bán hàng cho biết lượng mắt xem chỉ ổn định trong vòng 15 phút đầu và không thể duy trì đến cuối phiên livestream. Các chuyên gia thương mại điện tử đánh giá sự can thiệp của công nghệ không gian livestream có thể làm ảo từ phần nghe, nhìn đến cả thông tin. Nền tảng này cho phép rà soát hành vi của người dùng có mặt trong phiên livestream, sau đó phân phối đến tệp khách hàng tương ứng. Nếu người bán mua mắt xem ảo, thường là tài khoản nước ngoài chưa hoạt động nhiều trên TikTok thì cũng sẽ bị phân phối sai tệp khách hàng, tỷ lệ bán được hàng rất thấp, thậm chí bị đánh giá vi phạm, rất khó để có đơn hàng. Dù được các chuyên gia đánh giá là căn bệnh hiểm ác, tuy nhiên thì chỉ có 1% người mắc bệnh sa sút trí tuệ tại Việt Nam được thăm khám và điều trị. Con số này được đưa ra tại hội thảo khoa học tiếp cận điều trị toàn diện người bệnh suy giảm nhận thức và sa sút trí tuệ do Bệnh viện 30 tháng 4 tổ chức nhân kỷ niệm tháng bệnh Alzheimer thế giới.
Những năm gần đây, hầu hết người dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe, thể chất. Tuy nhiên, các vấn đề về sức khỏe tâm thần vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mực. Theo đánh giá, từ nay đến năm 2050, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trên thế giới, kéo theo sự gia tăng số người cao tuổi mắc sa sút trí tuệ. Năm 2020, Việt Nam có 500.000 bị Alzheimer, nhưng chỉ có 5.000 người được chẩn đoán và điều trị, tương đương 1%. Bệnh sa sút trí tuệ là một bệnh khá phổ biến ở xã hội hiện nay. Đây là bệnh người ta gọi là nó là hiểm ác, bởi vì nó tiến triển và cái khả năng điều trị mình thì có hạn. Thì hiện nay thì đối với ngành y tế đó, thì cái sự quan tâm của chủ yếu là đến người lớn tuổi. Còn riêng về bệnh Alzheimer thì nó có tính chất tự phát từ từng cái tổ chức của ngành y tế, trong đó có hội Alzheimer và suy giảm nhận thức. Đây cũng là một cái vấn đề hạn chế trong cái hệ thống y tế trong bảo vệ sức khỏe cho người lớn tuổi. Và đặc biệt, đây là một cái bệnh mà chúng ta thấy rằng là cái việc điều trị cũng có nơi có thể nằm trong bảo hiểm, nhưng có nhiều nơi nó không nằm trong bảo hiểm, cũng là một cái thiệt thòi cho bệnh nhân. Cho nên đôi khi cái sự chăm sóc cũng không phải liên tục, cũng khác với các bệnh khác, ví dụ như là bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Cái bệnh này thường là gặp khó khăn trong cái chăm sóc của gia đình cũng như là các cơ sở y tế. Tại Việt Nam hiện có rất nhiều thách thức cho việc kiểm soát được bệnh lý sa sút trí tuệ. Chi phí điều trị bệnh Alzheimer rất tốn kém. Việc phát động tháng Alzheimer không chỉ phát động cho người bệnh mà giúp người thân hiểu và thông cảm cho bệnh lý này. Tại hội thảo, nhiều người dân đã đến tham dự để được tư vấn và tầm soát miễn phí. Năm nay là cũng 74 rồi. Tôi cũng muốn là lúc nào cũng được như là những cái lúc mà mình bình thường để mà lo cho chồng, cho con hay là cho các cháu. Nhưng mà với cái độ tuổi này thì là nói thật là 2 năm nay rồi là cũng có cái quên cái nhớ. Nhiều lúc mà có khi là đang đun bếp mà có khách thì là cái cháu nó gọi là đi ra ngoài là có khi quên không tắt bếp. Thế nhưng mà xong bắt đầu là nghĩ lại là chạy vào là tắt. Ví dụ thế, hoặc là có khi là đang định lấy cái này nhưng mà có khi lại quên. Đến dự cái hội thảo này để mình nắm được những các cái cơ bản cần thiết để mình áp dụng với cái cuộc sống của mình, mà nhất là bản thân mình. Nó bây giờ có tuổi rồi là nó rất là nhiều những cái phức tạp. Là đơn vị đầu tiên tiếp nhận chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ ở phía Nam từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện 30 tháng 4 đã thăm khám, tầm soát cho hàng ngàn lượt bệnh nhân, trong đó có gần 2.000 lượt trị liệu bằng phương pháp chẩn đoán và điều trị, dùng thuốc, trị liệu không dùng thuốc với sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Đức và Hội Alzheimer Việt Nam. Theo các bác sĩ, Alzheimer không chỉ làm suy giảm chất lượng sống của người bệnh mà còn gây nhiều áp lực đè nặng lên tâm lý của người trực tiếp chăm sóc người bệnh. Đúng là những cái khi mà bệnh nhân được chẩn đoán về cái sa sút trí tuệ hoặc là bệnh Alzheimer thì cái người chăm sóc gặp rất nhiều khó khăn, tại vì nó liên quan đến vấn đề trí nhớ, bệnh nhân bị quên hoặc là mất hoặc giảm rất là nhiều chức năng, nên là rất là khó khăn trong vấn đề mà chăm sóc. Nó khó khăn hơn rất nhiều những cái người chăm sóc những bệnh nhân khác, tại vì bệnh nhân chúng ta nhiều khi không hiểu được, không kết nối, nói chuyện được với bệnh nhân, nên là chúng ta cũng không biết là bệnh nhân muốn nói gì hoặc là cần cái gì. Đấy là cực kỳ khó khăn. Và nguyên nhân tại sao khó khăn? Những khó khăn có thể để kể ra, thứ nhất là cái người chăm sóc chúng ta cũng chưa biết hiểu hết về bệnh sa sút trí tuệ là gì. Những cái khó khăn về chăm sóc như thế nào, những kỹ năng chúng ta cũng không có, hoặc là đến giai đoạn nặng nó có rối loạn hành vi, rồi rối loạn rất là nhiều thứ mà chúng ta không hiểu được. Chính vì vậy mà nó cũng tạo áp lực, hoặc là trong quá trình điều trị bệnh và chăm sóc bệnh nhân này thì cái chi phí điều trị rất là lớn, cũng như cần cái sự chia sẻ của gia đình và xã hội. Thì thực ra những cái này chúng ta vẫn còn chưa làm được tốt, rất nhiều nguyên nhân. Chính vì vậy nó tạo ra những cái rất là căng thẳng khi mà người nhà đưa bệnh nhân đến chúng tôi.
Con số 10 cơ sở y tế thăm khám và điều trị bệnh Alzheimer với khoảng 1% người bệnh Alzheimer được chẩn đoán và điều trị và cho thấy bệnh vẫn chưa được sự quan tâm đúng mực của xã hội với mong muốn không một bệnh nhân Alzheimer nào bị quên lãng. Các bác sĩ khuyến cáo những người có triệu chứng hay quên liên tục từ 6 tháng trở lên, nhất là người lớn tuổi cần được quan sát chú ý thăm khám sức khỏe, thần kinh định kỳ để nhận biết và điều trị sớm Alzheimer. Những người trẻ có nguy cơ mạch máu như cao huyết áp, đái tháo đường, kèm triệu chứng hay quên sớm hơn 40 tuổi, nên đi thăm khám thường xuyên vì nguy cơ Alzheimer có thể đến sớm hơn. Thưa quý vị, Cục Quản lý Thị trường TP.HCM thực hiện tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không đảm bảo an toàn sử dụng với gần 6.400 đơn vị hàng hóa vi phạm, trị giá hơn 580 triệu đồng. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Môi trường Xanh thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện tiêu hủy đối với gần 6.400 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm với tổng trị giá hàng hóa là hơn 580 triệu đồng. Hàng hóa tiêu hủy trong đợt này bao gồm quần áo, phụ tùng xe máy, mỹ phẩm, giày dép, thực phẩm ngoại nhập không đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng. Phương thức tiêu hủy được áp dụng là đưa vào máy chuyên dụng xay nhuyễn, sau đó đưa vào đốt hủy trực tiếp trong lò đốt 2 cấp ở nhiệt độ cao. Quá trình tiêu hủy hàng hóa có sự giám sát chặt chẽ của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo AI, Hiệp hội Blockchain Việt Nam VPA cùng với Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm ứng dụng AI trong ngành y dược xu hướng toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam, mang đến nhiều những thông tin và giải pháp thiết thực cho sinh viên và các y bác sĩ, nhà khoa học trong ngành. Phóng sự này cũng khép lại Kinh tế Phương Nam hôm nay. Tại tọa đàm, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tại Việt Nam, AI đang mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành y tế và đang được ứng dụng thực tế ở nhiều bệnh viện, cơ sở điều trị. Thực tế, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chủ động khai thác những cơ hội này bằng cách đẩy mạnh nghiên cứu đào tạo tích hợp AI vào hoạt động khám chữa bệnh. Và nó không chỉ là trong cuộc sống, nó có lợi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà đặc biệt là trong ngành nghề của chúng ta. AI nó sẽ vận dụng trong việc giúp chúng ta chẩn đoán bệnh, giúp chúng ta điều trị, giúp chúng ta theo dõi người bệnh. Và nó có cá thể nó đi vào thậm chí là cá thể hóa, giúp cho vấn đề điều trị chính xác đối với từng cá thể hóa. Và nó giúp một trong những cái mà hệ thống y tế của chúng ta rất cần nếu mà chúng ta triển khai tốt là nó giúp cho đồng bào vùng sâu vùng xa cũng có thể tiếp cận được những cái dịch vụ y tế. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu đó thì chúng ta cũng phải hiểu về những giới hạn của nó. AI cũng có những giới hạn. Chúng ta phải biết được giới hạn của nó nằm ở đâu và chúng ta đặt niềm tin tới đâu đối với AI. Tiếp nối ý kiến đó, ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực VBA ở góc độ Hiệp hội Nghề nghiệp và Nghiên cứu Thống kê sẽ đồng hành các cơ sở giáo dục trong một số hoạt động như dùng AI làm phong phú đề thi, cung cấp nền tảng đào tạo và giảng dạy. VBA chia sẻ, theo nghiên cứu của Trường Y tế Cộng đồng Harvard, Hoa Kỳ, việc áp dụng AI có thể giảm thiểu chi phí điều trị lên đến 50% và cải thiện sức khỏe đến 40% nhờ khả năng khai thác và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ để nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh. Tiếp cận với những không chỉ những công tác về lâm sàng mà những công tác công nghệ mới, nó có thể giúp cho bác sĩ thay đổi rất là nhiều. Đấy là những cái ứng dụng AI, ứng dụng về robot, những ứng dụng về công nghệ an toàn dữ liệu. Và những cái này khi đã đưa vào thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều đối với cả một cái chất lượng bác sĩ trong tương lai. Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ nhân tạo chia sẻ thành tựu lớn nhất của AI trong ngành y hiện có thể kể đến như chẩn đoán bệnh, phát triển thuốc, quản lý hồ sơ bệnh án, robot phẫu thuật, trợ lý ảo y tế 24/7. Trong buổi tọa đàm, viện đã diện dẫn các ứng dụng thực tiễn, công nghệ AI tối ưu hóa quá trình phát triển thuốc thông qua khả năng xác định các mục tiêu và phát triển thuốc mới, mô phỏng quá trình sinh học và tính toán kết quả dự kiến bằng các công cụ như Polyvalent AI, Inslico Medicine, AsaWise. Đặc biệt, AI có thể nâng cao hiệu quả phẫu thuật với robot AI trong các ca phẫu thuật phức tạp, giúp giảm thiểu xâm lấn hoặc chỉ thực hiện phẫu thuật, hoặc chỉ thực hiện phẫu thuật qua một cổng duy nhất. Thực tế mà nói, Hội đồng Đạo Đức là một hội đồng rất là mạnh và hoạt động từ nằm trong các công ty về AI rất là lớn như là Google. Ý thức điều này thì vì Viện Công nghệ Blockchain và AI cũng thành lập một hội đồng đạo đức. Cái khó nhất ấy là chúng tôi xác định là đây là một cái mảng nhạy cảm, bởi vì sao châu Âu họ đã có luật và những cái gì ngoài luật thì mới làm đến đạo đức. Nhưng mà tuy nhiên là cái việc mà thiết lập đạo đức trong blockchain và AI nó lại phải tồn tại từ trước khi có luật.
Đấy là những cái mà tiếng nói của cộng đồng. Mà rất may là trong giai đoạn vừa rồi thì chúng tôi đã thành lập hội đồng đạo đức và được sự đồng ý của nguyên là Trung tướng Đặng Vũ Sơn, nguyên là trưởng ban kêu chính phủ đã đồng ý nhận một trách nhiệm này. Phải nói vui là hội đồng đạo đức có thể đây là một hội đồng đạo đức về blockchain và AI đầu tiên của Việt Nam. Chúng tôi sẽ học tập các cái mô hình của hội đồng đạo đức nước ngoài. Nghĩa là gì? Là trong cái việc mà chúng ta khuyến khích về ứng dụng công nghệ, chúng ta đi sâu vào những các cái vấn đề xử lý, mô phỏng con người, thậm chí là chúng ta nhìn nhận đến cái deepfake, cái tác dụng tốt của deepfake, nhưng mà ngược lại là những cái ứng dụng để có thể đưa ra và cái phản biện đưa ra thì đều cần phải thông hội đồng đạo đức.